và đạo cụ của lớp mình nhé. Theo của trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng, tiếp tục thực hiện quyết định số 81 ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng nhằm tạo một sân chơi lành mạnh thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp cho học sinh với ý nghĩa bảo tồn, giữ gìn, phát huy những tinh hoa giá trị bản sắc dân tộc, từ đó phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng cho học sinh, tôn vinh giá trị và vẻ đẹp của mảnh đất con người Lạc Sơn nói riêng và Hòa Bình nói chung, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết cho học sinh trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng. Hôm nay, trong không khí náo nhiệt của trường, của những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trên khắp cả nước, trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng tổ chức hội thi trình tấu chiêm mường, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca mường nhằm tôn vinh, giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc mường, phát huy giá trị cồng chiêng của địa phương. Đồng thời thông qua hội thi để giới thiệu các nhạc cụ dân tộc là điệu cồng chiêng, giằng thường, vồ mè, hát đúng cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Đinh Thị Hảo, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa nghệ nhân Bùi Văn Minh, kính thưa nghệ nhân Bùi Thế Bảo, cùng toàn thể các bậc phụ huynh, kính thưa các đồng chí trong ban giám hiệu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và thưa toàn thể các em học sinh thân mến, bản sắc văn hóa nói chung, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng là sản phẩm trong quá trình sáng tạo của con người. Văn hóa các dân tộc, trong đó có văn hóa các dân tộc thiểu số, là sức mạnh nội sinh tiềm tàng, góp phần thúc đẩy sự bền vững của kinh tế xã hội. Những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc Mường đã làm nên bản sắc riêng của dân tộc Mường, bao gồm cả sắc thái vật chất và phi vật chất. Cảm ơn các em học sinh nhà trường đã rất hào hứng hợp tác với hoạt động này của nhà trường. Cô mong rằng sau hội thi này, các em sẽ thêm yêu và nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Mường nói riêng và bản sắc của dân tộc Việt Nam nói chung. Một lần nữa, xin kính chúc các nghệ nhân, kính chúc các đồng chí trong đài truyền hình tỉnh Hòa Bình, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trong bất kỳ hội thi nào cũng không thể thiếu một thành phần quan trọng, đó là ban giám khảo. Họ là những người có uy tín ở lĩnh vực mà mình làm việc để đưa ra các nhận định về phần thi của các hội thi chính xác nhất. Để cho hội thi chúng ta ngày hôm nay đi đến thành công và đạt kết quả cao nhất, lựa chọn đánh giá được những tiết mục chất lượng, đặc sắc và hay nhất của hội thi. Sau đây xin trân trọng giới thiệu nhà giáo, nghệ nhân đồng thời cũng là ban giám khảo của hội thi ngày hôm nay, những người lên cầm cân nảy mực cho hội thi trình tấu chiêm mường, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca mường của trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Đinh Thị Hảo. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu nhà giáo Nguyễn Tuấn Hùng. Xin trân trọng và kính mời giới thiệu và kính mời nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Minh, Bùi Hy Vọng. Tiết mục múa vui hội bản Mường đến từ chi đoàn 10A7.
Chào mừng chúc sức khỏe đến các thầy các cô. Chúc các thầy các cô công tác tốt trong công việc giảng dạy học sinh. Và sau đây là bài dự thi hát tiếng Mường của lớp 11A1 chúng em. Mong các thầy các cô và các bạn cùng lắng nghe. Chiều chiều giang chiều nói.
đến từ chi đoàn 11A1. Sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoàn 12A6. Báu vật thiêng liêng cho ngôi
Thank you.
Mường. Điều ước đến từ chi đoàn 11A3. Sau tiết mục của chi đoàn